Công an huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi chế tạo tàn trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 4 khẩu súng, 260 phiên đạn và nhiều dụng cụ vật liệu chế tạo súng vào ngày 30 tháng 9 2014. Đối tượng bị bắt quả tang khi đang tàn trữ một khẩu súng côn quay ngắn nòng cùng 3 phiên đạn là Nguyễn Văn Chương 36 tuổi ở xã Đồng Hòa, huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An. Điều tra mở rộng, chiều cùng ngày, công an huyện Nam Đàn đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng Trần Đình Ngọc, 45 tuổi, cùng ở xã Đồng Hòa. Ngọc là người đã chế tạo và bán lại khẩu súng côn cho Trương. Tại nhà Ngọc, lực lượng công an đã thu giữ thêm hai khẩu súng tự chế loại côn ổ quay ngắn nòng, 260 viên đạn thể thao, một khẩu súng hơi, một bộ bản vẽ các chi tiết súng, hàng chục bộ phận súng đã chế tạo xong nhưng chưa kịp lắp ráp cùng nhiều dụng cụ vật liệu chế tạo súng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.